yêu cầu chúng ta là bằng phương pháp hóa học phải nhận biết các chất lỏng chứa trong các lọ riêng biệt, viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra nếu có. Ở đây mình nhận thấy như sau, hai chất đầu tiên của chúng ta là axit và ba chất sau chúng ta, một hợp chất thuộc rượu, một hợp chất thuộc phenol và một hợp chất thuộc glycerol. Như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng quỳ tím để nhận biết. Đầu tiên sẽ dùng quỳ tím để nhận biết, cái đó nó tách thành hai loại. Quỳ tím hóa đỏ là hai axit, quỳ tím không đỏ màu là ba chất còn lại. Những hợp chất có liên kết đôi thì nó sẽ tác dụng được với brom. Như vậy đây chúng ta sử dụng brom để nhận biết được các axit có liên kết đôi, còn lại là CH3COOH. Trong ba chất còn lại thì ở đây chúng ta có này, để nhận biết được glycerol thì chúng ta sẽ dùng COOH lần. Glycerol chúng ta sẽ tạo ra dung dịch màu xanh lam, dung dịch màu xanh đậm, còn không hiện tượng là rượu ethylic và phenol. Trong hai chất còn lại thì phenol chúng ta có một phần đặc trưng là tác dụng với brom để tạo tổ hợp. Được chưa? Như vậy bài này chúng ta sẽ trình bày như sau. Đầu tiên em sẽ là dùng quỳ tím để nhận biết. Dùng quỳ tím để nhận biết này. Rồi, nó được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 là quỳ tím hóa đỏ. Gồm hai axit. Nhóm 2 là không đổi màu quỳ tím. Ghi tắt em nha, không đổi màu quỳ tím. Gồm ba chất còn lại: C2H5OH, C6H5OH, C3H5OH3. Tiếp tục, chúng ta sẽ dùng dung dịch brom dư để nhận biết hai chất có trong nhóm 1. Dùng dung dịch BR2 dư có màu da cam. Để nhận biết hai chất có trong nhóm 1. Yêu cầu nếu mà dung dịch brom bị nhạt màu là hợp chất liên kết đôi. Dung dịch BR2 bị nhạt màu là CH2 nối đôi CH COOH. Không dung dịch BR2 không đổi màu. Hay nói khác là không hiện tượng là CH3COOH. Ở đây chúng ta có phương trình như sau. Đây em sẽ đi tới dùng với brom. Trong trường hợp này brom chúng ta bị nhạt màu mà không bị mắc màu bởi vì brom dư. Được chưa? Nó chỉ vẫn một ít thôi. Gắn brom vào. Rồi, như vậy chúng ta sẽ nhận biết nhóm 2. Được chưa? Vô cộng tiếp theo này. Dùng COOH 2 lần là chất kết tủa màu xanh để nhận biết nhóm 2. Các bạn lưu ý với thầy đó là gì? Trong chương trình của chúng ta không nghiên cứu về tính chất hóa học của glycerol. Nhưng bạn nhớ thầy là glycerol của chúng ta là C3H5OH3 có một phần đặc trưng dùng để nhận biết, đó là
nó sẽ tạo cái tủa màu, nó sẽ tạo dung dịch màu xanh thẫm với COOHCl, được chưa? Nhớ cộng này, nếu mà nó tạo dung dịch màu xanh đậm hay xanh thẫm gì đó là C3H5OH tất cả 3 glycerol. Rồi, không hiện tượng. Ở đây chúng ta nắm hiện tượng thôi. Còn không hiện tượng là hai chất còn lại là C2H5OH và C6H5OH. Ở đây chúng ta xuất hiện một chất mới đó là C6H5OH. Hợp chất này là hợp chất phenol em nha. Nó tác dụng được với boron. Cái này bạn tham khảo thêm cho thầy trong chương trình học lớp 11 giúp thầy nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng dung dịch brom dư để nhận biết hai chất còn lại. Bây giờ chất nào mà làm nhạt nước brom và tạo ra cái tông màu trắng là C6H5OH, không hiện tượng là C2H5OH, thế thôi. Dùng dung dịch Br2 dư có màu da cam. Để nhận biết C2H5OH và C6H5OH. Dấu cộng. Chất tạo tủa trắng là C26H5OH. Không hiện tượng, bỏ từ chắc đi. Không hiện tượng là C2H5OH. Đây chúng ta ghi phương trình nữa là xong. C6H5OH chúng ta đi tác dụng với brom. Đây đây tạo thành C6H2OH Br3. Chất này là cho cái tủa màu vàng, nó sẽ là cái tủa màu trắng. Cộng cho HBr. Bây giờ bạn, và đây là toàn bộ những gì mà thầy cung cấp cho bạn trong bài toán này. Trong bài toán này thì chúng ta có xuất hiện hai chất mới đó là phenol và glycerol. Glycerol bạn nhớ thầy là dùng COOH lần để nhận biết. Còn phenol chúng ta có một cách nhận biết duy nhất đó là dùng brom, thế thôi.